Minh Phát mới chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Minh Phát. Các bạn đang theo dõi bản tin buổi trưa hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021. Đây là bản tin mới nhất được Minh Phát vừa cập nhật. Sau đây mời các bạn cùng theo dõi. Các bạn thân mến, giá vàng hôm nay thứ ba, ngày 14 tháng 9 năm 2021 ở tại thị trường trong nước, giá vàng SJC ghi nhận mức điều chỉnh giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Theo đó, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội được niêm yết mua vào ở mức 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Tập đoàn vàng bạc đá quý PNG tại Hà Nội niêm yết giá vàng SJC ở chiều mua 56.800.000 đồng một lượng, còn là chiều bán 57.750.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên liền trước. Trong khi đó, giá vàng trang sức, vàng nhẫn 24K các loại cũng không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán. Ở chiều mua hiện đang quanh mức giá 50.650.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 51.550.000 đồng một lượng. Trên thị trường quốc tế, giá vàng thế giới giao ngay ở quanh mức 1.790 đô la Mỹ một ounce. Vàng thế giới hiện nay đang thấp hơn khoảng 5,7%, tương đương với 108 đô la Mỹ một ounce so với cuối năm 2020. Vàng thế giới quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức giá 50.200.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới đang thấp hơn vàng trong nước khoảng 7.050.000 đồng một lượng. Giá vàng trên thị trường quốc tế đã chứng kiến áp lực bán gia tăng khi mà đồng đô la Mỹ tăng giá. Thị trường tiếp tục kỳ vọng vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed sớm giảm mua trái phiếu. Vàng chịu áp lực giảm giữa lúc thị trường cổ phiếu của Mỹ quay đầu tăng trở lại sau một tuần điều chỉnh giảm trước những dự báo khá u ám của nhiều tổ chức tài chính lớn. Tuy vậy, vàng được hỗ trợ sau thông tin Bắc Triều Tiên thử tên lửa khiến nhiều người lo ngại rằng căng thẳng địa chính trị tại khu vực gia tăng. Đà giảm của vàng cũng bị hạn chế trong lúc Tổng thống Mỹ ông Joe Biden cố gắng đẩy mạnh kế hoạch chi tiêu khổng lồ để Quốc hội thông qua. Về dự báo giá vàng, vàng chịu áp lực giảm và có xu hướng ngày càng xa mốc hỗ trợ quan trọng 1.800 đô la Mỹ một ounce. Tuy nhiên, mặt hàng này vẫn thu hút sự quan tâm của nhiều quỹ đầu tư lớn. Một số quỹ đầu cơ đã quay trở lại thị trường vàng. Tại cuộc họp chính sách ở Jackson Hole hồi tháng 8, Chủ tịch Fed ông Powell cho biết ông ủng hộ việc giảm dần chương trình mua tài sản vào cuối năm nay. Điều này có nghĩa là ngân hàng trung ương giảm lượng mua trái phiếu hàng tháng và kìm hãm sự gia tăng số lượng tiền hàng tháng tương ứng. Điều này có nghĩa tình trạng này vẫn sẽ gây ra lạm phát tiền tệ nhưng ít hơn trước. Đây chính là yếu tố có thể khiến vàng là một lựa chọn tốt vào thời điểm hiện tại. Các bạn thân mến, ngay tại thời điểm buổi trưa nay, vàng thế giới hiện đang ở quanh mức 1.791,6 đô la Mỹ. Trong phiên, vàng thế giới đã giảm khoảng 1,2 đô la với tỷ lệ 0,07%. Mức giao dịch thấp nhất trong buổi sáng hôm nay 1.789 đô la Mỹ và cao nhất là 1.793 đô la Mỹ một ounce. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh mức giá 45.200 đô la Mỹ. Chỉ số đồng đô la Mỹ đứng tại mức 92,592 điểm, trong phiên đã giảm 0,02%. Giá dầu thô thế giới tiếp tục tăng trưởng mạnh và hiện giao dịch ở ngưỡng 70,879 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 0,34%. Tiếp theo, mời các bạn cùng Minh Phát cập nhật giá vàng và giá ngoại tệ trong nước tại thời điểm buổi trưa ngày hôm nay nhé. Giá vàng SJC tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Vàng SJC tại Hà Nội mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.270.000 đồng một lượng, cũng giảm 50.000 đồng một lượng cả hai chiều mua bán. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng SJC là 700.000 đồng một lượng. Vàng Doji tại thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.890.000 đồng một lượng,
Vàng Doji tại Hà Nội mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.750.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán của vàng Doji từ 1.150.000 cho đến 1.290.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Thành phố Hồ Chí Minh mua vào 56.800.000 đồng một lượng, bán ra 57.600.000 đồng một lượng. Vàng PNG tại Hà Nội mua vào 56.800.000 đồng một lượng, bán ra 57.750.000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán của vàng PNG từ 800 cho đến 950.000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng. Tại Phú Quý, SJC mua vào 56.650.000 đồng một lượng, bán ra 57.650.000 đồng một lượng. Tại Bảo Tín, Minh Châu mua vào 56.900.000 đồng một lượng, bán ra 57.520.000 đồng một lượng. Tại Mi Hồng, SJC mua vào 56.950.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng Eximbank mua vào 56.750.000 đồng một lượng, bán ra 57.300.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng ACB mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.200.000 đồng một lượng. Tại ngân hàng SCB mua vào 56.750.000 đồng một lượng, bán ra 57.350.000 đồng một lượng, giảm 50.000 đồng một lượng ở chiều mua và tăng 50.000 đồng một lượng ở chiều bán. Tại ngân hàng TPBank Gold mua vào 56.600.000 đồng một lượng, bán ra 57.750.000 đồng một lượng, tăng 50.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Giá vàng SJC chi nhánh ở các tỉnh thành đều có mức điều chỉnh giảm mà cả chiều mua và chiều bán là 50.000 đồng một lượng. Tại Đà Nẵng mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.270.000 đồng một lượng. Tại Nha Trang mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.270.000 đồng một lượng. Tại Cà Mau mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.270.000 đồng một lượng. Tại Bình Phước mua vào 56.530.000 đồng một lượng, bán ra 57.270.000 đồng một lượng. Tại Huế mua vào 56.520.000 đồng một lượng, bán ra 57.280.000 đồng một lượng. Tại Biên Hòa mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng. Tại miền Tây mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng. Tại Quảng Ngãi mua vào 56.550.000 đồng một lượng, bán ra 57.250.000 đồng một lượng. Tại Long Xuyên mua vào 56.570.000 đồng một lượng, bán ra 57.300.000 đồng một lượng. Giá vàng bốn số 9 vàng nữ trang SJC. Nhẫn bốn số 9 loại từ 1 đến 5 chỉ mua vào 50.650.000 đồng một lượng, bán ra 51.550.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang bốn số 9 mua vào 50.250.000 đồng một lượng, bán ra 51.250.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 24K mua vào 49.443.000 đồng một lượng, bán ra 50.743.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 18K mua vào 36.591.000 đồng một lượng, bán ra 38.591.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang 14K mua vào 28.032.000 đồng một lượng, bán ra 30.032.000 đồng một lượng. Vàng nữ trang loại 10K mua vào 19.523.000 đồng một lượng, bán ra 21.523.000 đồng một lượng. Phần cuối bản tin, mời các bạn hãy cùng theo dõi tỷ giá ngoại tệ tại ngân hàng Vietcombank. Đồng đô la Mỹ mua vào 22.640 đồng, bán ra 22.870 đồng, giá không thay đổi so với phiên trước. Riêng tại thị trường tự do, đồng đô la Mỹ mua vào 23.050 đồng, bán ra 23.200 đồng. Đồng đô la Úc mua vào 16.348 đồng, giảm 18 đồng, bán ra 17.031 đồng, giảm 19 đồng. Đồng đô la Canada mua vào 17.530 đồng, tăng 46 đồng, bán ra 18.262 đồng,
tăng 47 đồng. Đồng yên Nhật mua vào 202 đồng, bán ra 214 đồng, giá cũng không thay đổi so với phiên trước đó. Đồng euro mua vào 26.243 đồng, giảm 13 đồng, bán ra 27.608 đồng, giảm 14 đồng. Đồng franc Thụy Sĩ mua vào 24.225 đồng, tăng 71 đồng, bán ra 25.237 đồng, tăng 74 đồng. Đồng bảng Anh mua vào 30.719 đồng, tăng 78 đồng, bán ra 32.003 đồng, tăng 81 đồng. Đồng nhân dân tệ mua vào 3.458 đồng, tăng 3 đồng, bán ra 3.603 đồng, tăng 3 đồng. Đồng đô la Singapore mua vào 16.537 đồng, tăng 14 đồng, bán ra 17.228 đồng, tăng 14 đồng. Các bạn thân mến, nội dung vừa rồi cũng đã khép lại bản tin buổi trưa hôm nay trên kênh của Minh Phát. Một lần nữa, Minh Phát cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp mình phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn. Và bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo.